nam diễn viên qua đời sau vụ ngã cầu thang. Nam diễn viên Nhật Bản Toshiki Nori đã nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp với khát vọng vượt cái bóng lớn từ người bà là cố minh tinh Akaji Haru nhưng chưa hoàn thành được tâm nguyện này. Truyền thông Nhật Bản ngày 3 tháng 1 thông tin nam diễn viên Toshiki Nori đã qua đời tại bệnh viện ở thủ đô Tokyo một ngày trước đó do xuất huyết não. Công ty quản lý của Nori Toshiki cho biết anh đã bị ngã cầu thang khi đi ăn tại một nhà hàng ở Tokyo tối ngày 29 tháng 12 năm 2022 và chấn thương đầu. Ngay sau đó, nam diễn viên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, dù được bác sĩ tích cực chữa trị, anh vẫn không qua khỏi. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Toshiki Nori và tưởng niệm anh trên trang cá nhân. Toshiki Nori sinh năm 1989, là nam diễn viên kiêm người mẫu Nhật Bản. Anh có người bà là cố minh tinh danh tiếng Nhật Bản Akaji Haru, cha là người điều hành một công ty giải trí nổi tiếng. Được sự động viên của bà, Toshiki Nori quyết tâm tham gia làng giải trí bất chấp cha mẹ phản đối. Gia nhập showbiz Nhật Bản từ 2010, Toshiki Nori làm người mẫu và diễn viên, tham gia nhiều phim First Gentleman, Hotarusu Nana no Ken. Hagetaka anh chưa hài lòng với sự nghiệp vì cho rằng nó còn mờ nhạt trước thành tựu mà bà của mình đạt được. Vì thế, anh làm việc chăm chỉ, tận lực với khao khát sẽ vượt được cái bóng lớn từ bà nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện. Khi còn sống, bà của Toshiki Nori từng khuyên cháu, đừng vội vàng, hãy chờ hoa nở sau 40 tuổi. Năm nay, Toshiki Nori từng lên kế hoạch với công ty quản lý sẽ mở rộng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất.